kinh nghiệm làm nghề cũng như là kinh nghiệm học tập của chị sau rất là nhiều năm, gần 20 năm, thì chị thấy là có thực là hiện nay trong thời đại này thì các bạn Gen Z, tức là các bạn sinh từ năm 1996 đấy ạ, các bạn Gen Z có nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần hơn ngày xưa hay không, hay đó chỉ là một bức tranh do truyền thông và mạng xã hội tạo nên? Xét về sự phát triển của lứa tuổi thì chúng ta cũng đi qua từ tuổi ấu thơ cho đến tuổi vị thành niên, và các bạn Gen Z bây giờ thì đang là trong cái giai đoạn được gọi là đầu tuổi trưởng thành. Thì ắt hẳn là xét về mặt phát triển thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái dấu mốc và những thử thách rất là khác nhau. Và vì thế cho nên là điểm đầu tiên chị muốn nói là xét về khía cạnh sự phát triển về mặt tâm lý, thì và thậm chí cả sinh học, thì chị nghĩ là trong 20 năm của chị còn quá ngắn để chị có thể được quyền chứng kiến sự thay đổi rất lớn giữa hai thế hệ. Nhưng mà nếu xét về khía cạnh bối cảnh xã hội thì chị cho rằng là bây giờ nó có những cái tác động từ phía môi trường và bối cảnh xã hội rõ ràng là khiến cho cái sự hồi đáp của cùng là đến cái lứa tuổi đầu trưởng thành đấy, nhưng bây giờ các bạn sẽ hồi đáp theo một cách khác. Và nếu nói về vấn đề gì mà nó sẽ lộ ra nhiều nhất thì giữa các vấn đề liên quan đến tâm lý như là vấn đề cảm xúc hay là vấn đề liên quan đến hành vi, các cái mối quan hệ xã hội hay là cái khía cạnh liên quan đến nhân cách, thì có lẽ thứ mà thường nổi lên thường rõ nhất và giúp cho chúng ta có thể nhìn thấy và không thể chối cãi đó là vấn đề liên quan đến cảm xúc. Có lẽ là không thể phủ nhận là cái tỷ lệ mọi người mà có các vấn đề liên quan đến trầm cảm, lo âu và rối loạn căng thẳng là nhiều lên. Và tất cả ba khía cạnh này, trừ những bạn có trầm cảm nội sinh tức là do yếu tố sinh học, thì hầu hết nó gắn rất là nhiều với các yếu tố xã hội cũng như sự đòi hỏi về các tiêu chuẩn, rồi một cái tương lai bất định không chắc lắm, nó không giống như là thời trước. Và chị nghĩ là cái riêng đối với các vấn đề liên quan cảm xúc là đặc biệt là rõ nét và có lẽ là nhiều hơn hẳn so với thế hệ trước. Và trước đây thì những cái động lực liên quan đến việc mình có thể có đủ đồ ăn, mình có được một cái mái ấm, mình có đủ quần áo để mình mặc, nó là một cái gì rất là đong đếm được. Và việc mà đạt được nó là một cái gì đấy mà chị nghĩ là tất cả mọi người đều cảm nhận được là hôm nay mình, bữa này mình no. Thế thì tuy nhiên thì với thế hệ bây giờ thì chị nghĩ là cái điều mà chi phối các bạn nhiều hơn rất là nhiều, có lẽ không phải là yếu tố mang tính sống còn và sờ nắm được như vậy nữa, nó mơ hồ hơn. Cái gọi là thành tựu nó cũng mơ hồ hơn. Thì nó làm cho chị nghĩ đến một cái cuốn sách về tuổi đầu tuổi trưởng thành, là ý là thế hệ các em. Và trong đấy thì họ nói về việc là nếu mà tạm chia thì có thể chia được các bạn ở trong cái lứa tuổi này thành hai nhóm, là nhóm ổn định và nhóm ý nghĩa. Thì điều ấy có nghĩa là gì? Tức là về cơ bản thì là nhóm mà các bạn sẽ rất là sớm thôi, giống như rất là nhiều bạn gặp chị và nói rằng là em không thể nào mà có thể lấy vợ lấy chồng rồi kiếm một công việc rồi đấy là danh mục của những thứ được coi là ổn định. Và có một nhóm thì là nhóm mà sẽ đi tìm ý nghĩa, là mình sẽ làm cái gì mà mình phải thực sự cảm thấy đam mê cơ, mình thực sự thích cơ, phải có ý nghĩa cơ, mình tạo ra một cái giá trị nào đấy cơ. Và nhóm này thì hay bị coi là kiểu viển vông và sẽ ít nhận được cái sự công nhận của xã hội hơn. Thế nhưng có một cái điểm rất là thú vị mà chị rất là muốn chia sẻ, đó là dường như là bọn mình thì có thể tương đối là tách ra như vậy, nhưng mà đến cái tuổi trung niên ấy, nhìn chung thì ai cũng sẽ tìm cả hai thứ đó. Thế cho nên là mình hoàn toàn có thể bắt đầu từ việc mà mình đối diện với những cái bất ổn của bây giờ, để mình để mọi người trả lời những câu hỏi có vẻ nghe hơi là vĩ mô, giá trị của mình nằm ở đâu, ý nghĩa ở đâu. Nhưng mà bọn mình không thể phủ nhận được là cái hướng liên quan đến việc là cuối cùng thì chúng tất cả những cái này nó phải đáp vào một cái nào đó của xã hội. Về mặt là những thứ mà tôi cung cấp, liệu xã hội có mua hay không để mà mình có thể có một cuộc sống được gọi là ổn định, có thể về mặt tài chính, về mặt vị trí, về mặt các mối quan hệ xã hội. Hay là ngược lại, mặc dù mọi người cứ thấy là mình đang bất an đúng không, nhưng mà mình thấy những người kia dường như là kiểu đạt được tất cả các tick box của các tiêu chuẩn xã hội, mình cảm thấy ui sao nó ổn thế. Nhưng mà trên thực tế thì chị biết là hầu hết tất cả các bạn, và đến tuổi của chị nữa, thì mọi người vẫn đặt ra câu hỏi là ủa mình làm tất cả thứ này để làm gì. Và trên thực tế cũng rất nhiều người quyết định chuyển việc rồi thay đổi và tìm một ý nghĩa khác
ở trong giai đoạn sau của tuổi trưởng thành. Gần đây thì em cũng có trao đổi với, không phải trao đổi mà gần như là cãi nhau với cả bạn thân của em về hai cái tiếp cận của hai đứa trong cuộc sống. Nó rất là khác, nó đúng là hai con đường như chị vừa nói. Một là tìm ý nghĩa và hai là ổn định. Và em thấy vấn đề nó thật sự nảy sinh khi mà một cái người ở trong nhóm ổn định, họ cảm thấy không ổn về cái mong muốn được ổn định của mình, và họ lại nhìn sang nhóm phát triển và họ nghĩ là ở ước gì bây giờ tôi được như nhóm phát triển. Mặc dù họ không phải là người quá mưu cầu về mặt ý nghĩa cuộc sống, họ cũng không phải là người có đam mê quá là vĩ đại hay là cao lớn gì. Và em thấy cái việc đấy thực sự nó không sai. Tại mỗi người có một cái mong muốn, mỗi người có một cái đích đến riêng trong cuộc sống mà họ hướng đến trong suốt cái quá trình lớn lên của họ. Thì em thấy vấn đề nó thật sự chỉ xảy ra khi mà một người đứng ở nhóm này, họ thứ nhất là không biết là mình đang ở nằm trong nhóm đấy, và thứ hai là họ không biết những cái người mà họ đang so sánh nằm ở trong nhóm nào, và vô tình họ có những cái sự so sánh rất là khập khiễng. Thì không biết là qua cái trải nghiệm của chị thì chị thấy cái đấy có phải là một vấn đề khá là lớn không? Đặc biệt là với cái sự tham gia của mạng xã hội nữa. Thì lúc nào mình cũng đang trong tình trạng so sánh, mình cũng nhìn bên này, mình nhìn bên kia một chút. Chắc là sự so sánh nó sẽ là vừa là cái lát cắt ngang như em nói là giữa những cái người mà đang có những lựa chọn khác nhau. Nhưng mà như chị nói thì chị đồng ý là nó khá là phổ biến, nhưng mà như chị nói thì chẳng qua chúng ta đang bắt đầu với cái gì trước thôi. Chị thực sự nghĩ như vậy. Bởi vì đến một cái điểm nào đó thì bọn mình sẽ đều tìm đến một cái điểm nó cân bằng nhất có thể. Và thường thì nó sẽ gặp đâu đấy vào cái giai đoạn mà chị hay gọi là trung niên. Nhưng mà có một cái ý nữa mà chị còn thấy là nó diễn ra cái sự so sánh giữa các thế hệ. Thế là giống như lúc nãy thì Trang có nhắc đến là thế hệ trước, thế hệ bọn chị thì không học là đói. Nếu không làm là sẽ không có ăn, kiểu nôm na như vậy. Và vì thế nên là cái sự thúc giục đấy nó rất là mạnh mẽ. Nhưng mà thế hệ của các bạn sau này thì có lẽ ở trong một cái điều kiện nó khác. Thì cái việc mà đặt ra một câu hỏi liên quan đến việc tôi sẽ phát triển như thế nào, phát triển bản thân ra sao, nó trở thành một cái nhu cầu khá là thiết yếu và thường trực. Chứ nó không chỉ còn là tôi làm, tôi nghĩa là tôi có một công việc, hay là rồi tôi sẽ sớm yên bề gia thất, đây là cái từ lập thân mà trong cái quan niệm cũ, mà chính vì thế nên bây giờ những thế hệ cũ mà khi mọi người hay thậm chí trong giáo dục mà con cái họ hay dọa ấy, hay là mang ra so sánh ấy, kiểu ngày xưa bố khổ thế mà bố vẫn còn thế này, mẹ thế kia mà vẫn còn thế này, thực ra thì nó không phù hợp ở cái chỗ đó. Bởi vì nó không còn chi phối cái các bạn trẻ bây giờ nữa. Cái thứ mà mọi người cứ nói là phải đói dã họng ra thì phải làm. Nhưng mà khi mọi người nói nếu không làm sẽ đói dã họng, nhưng mà ủa, mình chưa bao giờ đói dã họng, mình sẽ không bao giờ liên hệ được cái cảm giác đó. Chính vì thế nên cái thế giới tinh thần và những cái mối quan tâm liên quan đến tâm lý, liên quan đến tâm trí của mình, suy nghĩ, cảm xúc của mình, nó có cơ hội được nổi lên. Nghĩ là nó có cơ hội được nổi lên, chứ không phải là ngày xưa thì không có cái đời sống tâm lý giàu có, nhưng mà nó không được nổi lên, nó không được nhận diện, bởi vì cái những cảm giác về mặt sinh học ấy nó lớn mà. Cơn đói, cơn lạnh ấy nó có thể sẽ áp chế được. Nhưng bây giờ khi bọn mình ở trong một điều kiện này, mình có thể ấm, mình có thể không phải đến mức đe dọa về mặt giống như người hang động Kefman là nếu mà bị loại ra kia thì sẽ bị hổ nó tha luôn, đúng không? Nhưng bây giờ cái áp lực về việc, cái nỗi sợ về việc là mình sẽ bị lạc ra, mình không bằng những người khác, nó vẫn là một cái dấu ấn, nó vẫn sống còn y như thật vậy. Nhưng nó mang yếu tố liên quan đến tâm lý nhiều hơn. Bởi vì đúng là chúng ta vẫn cứ lạc ra, mà lạc ra tức là mất an toàn. Tức là tất cả những cái khuôn mẫu nhận thức này, cảm xúc hay là hành vi từ thời tiền sử đến tận bây giờ nó vẫn còn tồn tại, và bất kể là xã hội có thay đổi như thế nào chăng nữa thì khi mà đối diện với những cái hiểm nguy, cho dù là có thật hay không có thật, thì mình vẫn có những cái phản ứng rất là giống nhau. Có lẽ đấy là lý do vì sao mà em thấy trong những cái cuộc hội thoại gần đây của em với các bạn đồng trang lứa, hoặc thậm chí là cách nhau từ 5 đến 6 tuổi, thì vẫn chỉ đều xoay quanh những cái chủ đề rất là giống nhau. Đấy là so sánh bản thân mình với người khác, không biết khi nào mình thành công, cảm thấy khó khăn trong việc điều hòa cảm xúc, cảm thấy khó khăn trong việc quản lý các mối quan hệ. Thì không biết là chị có thể giúp em phân loại một cách nào đấy cho nó đầy đủ nhất và dễ hình dung nhất cho các bạn đang theo dõi chương trình được không?
Trang nói đến thì chị nghĩ là có lẽ đây là một từ mới mà nếu như em hỏi là khác gì với thế hệ trước. Là trước nhìn chung thì tuổi trưởng thành sẽ luôn luôn có một cái gọi là gánh nặng, không đúng, chị nghĩ có một nhiệm vụ về mặt phát triển, đó là mình có một công việc, mình theo nó và có được mối quan hệ và mình bước chân vào nó. Và hai cái nhiệm vụ xã hội này vốn dĩ vẫn là thứ mà nó vụ, nếu có thể gọi là áp lực hoặc có thể gọi là một cái dấu mốc phát triển của cái đầu của cái lứa tuổi này. Tuy nhiên thì ở thế hệ sau này thì chị thấy mọi người dùng một cái từ nữa mà chính là một trong lĩnh vực của nó, chính là từ mà Trang vừa nhắc tới, đấy là điều hòa cảm xúc. Tức là mọi người bắt đầu quan tâm đến phát triển bản thân, và chừng mực nào đấy thậm chí công việc hay mối quan hệ còn là phương tiện chứ không hoàn toàn là đích của phát triển bản thân. Thế chính vì vậy cho nên là nếu như mà chia một cách tương đối thì chị nghĩ là có ba lĩnh vực mà mọi người sẽ thường sẽ gặp có cặp rắc rối nhất định. Dù là trong công việc, liên quan đến định hướng, liên quan đến việc mình sốt sắng phát triển nghiệp vụ, hay là mình công việc này có phải phù hợp hay không, mình có muốn gắn bó nó hay không, muốn ý nghĩa hay không. Cái thứ hai, nhóm thứ hai là cái liên quan đến mối quan hệ. Các vấn đề liên quan mối quan hệ là một vấn đề, là những thứ mà chị nghĩ là ở lứa tuổi nhìn chung này thì chị nghĩ hầu hết chúng ta đều, và chị cũng đã như vậy, đều phải chấp nhận một việc là có rất nhiều mối quan hệ đã đứt gãy và mình không thể lấy lại được để mình học được thế nào là mối quan hệ khỏe mạnh. Và thứ ba đó chính là cái đời sống tâm lý và sự phát triển. Mình không ngừng, mình muốn nhìn thấy cái tâm trí của mình nó khỏe mạnh, mình muốn nhìn thấy cảm xúc của mình nó bình yên, mình muốn nhìn thấy cái trí tuệ của mình nó tăng trưởng. Và chị và nếu như mình không thấy tất cả những điều đấy thì có thể mình sẽ cảm thấy rất là khổ.